Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an Thái Bình nghe Tô Suối Dại bị mắc nghẹn vụ Lưu Bình Nhưỡng. Càng ngày, Công an tỉnh Thái Bình càng cho thấy rằng họ đã bắt bừa ông Lưu Bình Nhưỡng và giờ đây họ bị mắc kẹt không biết giải thích như thế nào cho thông suốt trước dư luận. Cho tới giờ, Công an Thái Bình vẫn mực mực khẳng định ông Lưu Bình Nhưỡng giúp đỡ Cường Quắt cưỡng đoạt tài sản. Họ đã cố lý giải rằng ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp tác động vào cơ quan chức năng của tỉnh. Tuy nhiên, họ vẫn không đưa ra được thông tin cụ thể cơ quan nào bị ông Lưu Bình Nhưỡng tác động. Ông Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình không thể giải thích thỏa đáng lý do bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Nếu ông Lưu Bình Nhưỡng tác động đến chính quyền để giúp Cường Quắt thì chỉ có thể là can thiệp vào chính quyền tỉnh Thái Bình. Vậy thì tại sao chính quyền tỉnh Thái Bình lại yêu cầu tỉnh Lâm Đồng, nơi cách Thái Bình đến 2.000 cây số, rà soát lại các văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký? Vấn đề là tỉnh Lâm Đồng liên quan gì đến Cường Quắt đây? Ai cũng thấy sự bất hợp lý này. Vậy thì có phải là công an đã giấu đầu lòi đuôi hay không? Việc yêu cầu chính quyền tỉnh Lâm Đồng rà soát ấy liên quan đến Cường Quắt hay liên quan đến ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an? Nhiều người đã có hỏi rằng cơ quan chức năng nào nhận lời ông Nhưỡng để giúp đỡ cho Cường Quắt thì tại sao không truy ra cơ quan và người ấy? Mà hàng loạt câu hỏi cho thấy công an tỉnh Thái Bình đang bế tắc trong việc ghép tội ông Lưu Bình Nhưỡng. Hiện nay, Công an Thái Bình cho lực lượng bảo vệ cánh cổng nhà thờ của ông Nhưỡng ở quê nhà như đang bảo vệ bằng chứng vậy. Nhưng Công an Thái Bình lại không lý giải được rằng bộ cánh cổng đấy là bằng chứng tội phạm ở chỗ nào. Rồi để cứu lấy sự đuối lý của Công an Thái Bình, thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Bình đưa ra con số rất buồn cười rằng Cường Quắt có thu phí bãi từ các chủ tàu hút cát 1.500 đồng trên mỗi mét khối, tính một tàu là 700 mét khối thì phải nộp chẵn 1 triệu đồng. Tổng cộng Cường Quắt thu được 5 tỷ đồng, tức là tương đương với 5.000 lượt tàu. Con số này rất gượng ép, bởi một đại ca giang hồ mà lại được một đại biểu Quốc hội bảo kê mà chỉ thu được có 5 tỷ đồng, thì trả công cho đàn em đi thu tiền cũng chưa đủ, lấy đâu ra mà lo lót cho đàn anh đây. Nếu tội của ông Nhưỡng liên quan đến nhiều tỉnh, tại sao Bộ Công an không dám làm án mà xúi Công an Thái Bình làm? Có phải ông Tô Lâm đang tránh né hay không? Ngoài ra, phía Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình còn nói rằng Cường thường khoe là con nuôi ông Nhưỡng, vậy thì một thằng ất ơ nào đó khoác lác hắn nói là con nuôi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Công an cũng bắt luôn ông Tổng Bí thư hay sao? Mà chuyện cáo mượn oai hùng này là chuyện rất phổ biến trong giới làm ăn ở Việt Nam. Cường Quắt có khoe khoang gì đó hay không, đó là chuyện của Cường. Còn ông Lưu Bình Nhưỡng có tội hay không thì cần phải có bằng chứng thuyết phục, chứ không thể chỉ dựa vào lời khoe khoang của Cường Quắt mà bắt ông Nhưỡng được. Hiện nay, Công an Thái Bình đã trời lại rằng việc bắt ông Nhưỡng là theo lệnh của Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Bình. Nhưng với cách giải thích ngượng nghịu như thế thì khả năng rất cao là đã bắt oan, bắt sai đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Công luận cũng đang chờ đợi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố lý do xác đáng về việc bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng, nhưng chẳng thấy lý do nào chính đáng cả. Công an Thái Bình thì đang mắc kẹt khi ra tay bừa bãi vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Người dân nghi ngờ việc bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là trả thù chính trị. Việc Công an Thái Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng rà soát lại văn bản mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký thì rõ ràng đây là công việc liên tỉnh. Nếu ông Nhưỡng có tội thì lẽ ra phải do Bộ Công an bắt, chứ sao lại để cho Công an Thái Bình ra tay. Phải chăng ông Tô Lâm muốn bắt nhưng khó ghép tội cho ông Nhưỡng nên đã xúi Công an tỉnh Thái Bình làm thay mình? Giờ đây, Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cứ loay hoay mãi mà vẫn chưa gỡ được nút thắt này. Công an lâu nay là công cụ chính trị để đảng đe dọa dân. Nay Công an cũng trở thành công cụ để phe này triệt hạ phe kia, để bắt người bừa bãi rồi cố ghép tội. Dân sống dưới thời chế độ này khốn khổ làm sao, và cứ như thế nó như một cái vòng luẩn quẩn mãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Công an Thái Bình nghe Tô Lâm xúi dại bị mắc nghẹn vụ Lưu Bình Nhưỡng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô là tướng tài hay tướng tồi để tội phạm sổng chuồng rồi tốn công truy bắt. Một số nhà quan sát cho rằng ông Tô Lâm có khả năng cạnh tranh chức tổng bí thư nhiệm kỳ tới nếu ông Trọng chịu rút lui. Nghĩa là ông Tô cũng xem là thành phần ưu tú trong Đảng Cộng sản. Ưu tú với Đảng không có nghĩa là có tài, có năng lực, mà là có toan tính, có thủ đoạn hơn so với những nhân vật khác. Tuy nhiên, xem những gì ông Tô Lâm thể hiện thì có vẻ ông là người không biết tiền liệu. Tô Lâm chuyên để cá gọc sổng chuông rồi mới tấn công và tốn công truy bắt. Khi ông Tô Lâm nắm bộ công an đã để cho các đối tượng bị truy nã trốn thoát rất nhiều. Trong các nhân vật trốn thoát ấy có kể ra như ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc PVTech Đình Vũ, bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch IC và Bùi Quang Huy, cựu tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, vân vân. Và mới đây nhất là một dàn lãnh đạo của SCB đã trốn thoát. Điều tra mà để lộ thông tin làm cho nghi can cao chạy xa bay, rồi sau đó phải huy động lực lượng hùng hậu truy bắt mà cũng không tìm được người. Vừa tốn công, tốn tiền, lại vừa mất thời gian, mà không được việc. Đây là sự yếu kém của ngành công an. Lẽ ra ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần truất phế ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi, thì ngược lại ông Tổng lại rất tin dùng Tô Lâm. Với việc Tô Lâm sang tận Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mang về cho ông Tổng, thì có vẻ như ông Bộ trưởng Bộ Công an làm được việc chịu khó, thậm chí chịu nhục thay ông Tổng khi mà nước Đức xỉa sói ông Bộ trưởng thay vì bêu tên ông Tổng lên mặt báo. Thực ra, việc phải vất vả sang tận châu Âu bắt cóc người là do chính ông Tô Lâm tự gây ra. Ông điều hành ngành công an như thế nào mà để thông tin lọt đến tai Trịnh Xuân Thanh khiến ông ta phải huy động lực lượng hùng hậu sang tận trời châu Âu để bắt cóc người. Với Trịnh Xuân Thanh thì bắt được, còn với những người khác thì làm sao mà bắt được đây? Dường như càng ngày càng xa vời với Tô Lâm. Mới đây, trại giam Xuân Hà để sổng hai phạm nhân khiến công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động tổng lực lượng bao gồm 2.000 công an để truy bắt hai phạm nhân này. Phải chi quản lý chặt hơn, đừng để tội phạm trốn thoát thì đâu phải vất vả đến như vậy. Trên sao thì dưới vậy, để tội phạm trốn thoát rồi mới tốn công truy bắt. Từ thượng tầng, ông Tô Lâm để sổng những con cá gọc, không chỉ một con mà sổng nguyên cả đàn. Rồi sau đó lại vất vả tung một rừng công an để mà truy bắt, mà chẳng bắt được bao nhiêu. Theo cách nhìn của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ ông Tô Lâm được đánh giá là tướng tài nên ông Tổng mới trọng dụng. Tuy nhiên, thực tế phải gọi ông là tướng tồi thì đúng hơn, bởi ông để cho quá nhiều tội phạm cao chạy xa bay. Người có trí tuệ không bao giờ thả chim cho bay rồi tốn công bắt lại. Người có trí thì phải giữ chim thật chặt, chứ không ai lại để nó biết trước nguy hiểm và vỗ cánh bay mất. Toàn ngành công an từ cao đến thấp đều chung một mẫu số như nhau cả. Họ làm việc bằng bản năng nhiều hơn là làm việc bằng trí tuệ. Họ không tiên liệu được những tình huống xấu để chu toàn công việc. Chính vì thế tội phạm mới tìm thấy những kẽ hở để mà thoát thân. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân để cá gọc sổng chuồng là do có sự tham ô của quan chức ngành công an. Những kẻ điều tra có thể bán thông tin cho nghi can để người này cao chạy xa bay. Chính vì thế mà thông tin mới dễ dàng bị lọt ra ngoài trước khi đương sự bị bắt. Dưới con mắt của quan tham nhũng thì chúng nhìn đâu cũng ra cơ hội vòi tiền, mà tham nhũng của ngành công an thế nào thì người dân cả nước đều biết cả. Ông Tô Lâm vẫn được ông Tổng Bí thư trọng dụng dù là bất tài. Mà nói gì đâu xa, dân trong ngành không ai không biết Tô Long là con trai ông Tô Lâm. Ông trời con này cũng dính rất nhiều tin đồn về việc kinh tài cho bố. Biết đâu được tin tức cho cá gọc nắm bắt được và cao chạy xa bay cũng từ những người làm kinh tế này mà ra. Với chế độ này, nhìn vậy chứ không phải vậy. Chính những kẻ truy bắt tham nhũng lại bán tin cho bọn tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô là tướng tài hay tướng tồi để tội phạm sổng chuồng rồi mới tốn công truy bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất,
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de